Thưa quý vị, phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong vận động các nguồn lực chăm lo hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Hội Đồng đội thành phố Đà Nẵng đã có nhiều chương trình thiết thực ý nghĩa. Một trong số đó là các mô hình hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Một buổi khám mắt miễn phí cho hơn 5.000 thanh thiếu nhi học sinh trên địa bàn quận Hải Châu. Trong đó, ưu tiên các em có hoàn cảnh khó khăn do Thành đoàn Hội Đồng đội thành phố Đà Nẵng tổ chức. Trong khuôn khổ chương trình, các em sẽ được kiểm tra các tật khúc xạ về mắt và khám sàng lọc các bệnh về mắt do bác sĩ kỹ thuật viên, cán bộ điều dưỡng thuộc Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Kết quả kiểm tra và tư vấn của bác sĩ sẽ được gửi lại từng liên đội để thông báo cho phụ huynh, người giám hộ có phương án cải thiện các tật bệnh về mắt cho thiếu nhi. Từ trước đến nay con chưa được khám mắt, hôm nay ở trường được khám mắt miễn phí, con rất là vui. Hành trình tham gia khám mắt này con rất là vui khi được cô chú chỉ cho bảo vệ mắt của mình. Những chương trình tư vấn chăm sóc sức khỏe cho thanh thiếu nhi thời gian qua còn được Thanh đoàn Hội đồng đội thành phố tổ chức lưu động về các địa bàn vùng ven, vùng nông thôn, kết hợp với mở miễn phí các gian hàng, nhà sách yêu thương không đồng, cùng nhiều hoạt động giao lưu, vui tươi sôi nổi, qua đó giúp thanh thiếu nhi địa phương có thêm nhiều trải nghiệm thú vị, bổ ích. Các hoạt động thể hiện được nhiều cái tính hiệu quả của mình, đặc biệt là đối với cái đối tượng mà thanh thiếu nhi chúng là còn nhỏ, như cái chương trình khám mắt miễn phí hay là chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần thì nó sẽ hỗ trợ được nhiều đối tượng thiếu nhi ở các độ tuổi khác nhau, nhằm cũng khuyến khích cho phụ huynh, học sinh cũng như là người giám hộ là có quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe về mắt cũng như là sức khỏe về tâm sinh lý của thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay. Nhằm huy động kết nối các nguồn lực trong chăm sóc giúp đỡ trẻ em, hiện Thành đoàn Hội đồng đội thành phố Đà Nẵng cũng đã và đang duy trì chương trình mỗi tháng một địa chỉ yêu thương, hỗ trợ thiếu nhi yếu thế, bị bệnh hiểm nghèo. Thời gian đến, các mô hình chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn sẽ tiếp tục được các cấp bộ đoàn tại Đà Nẵng đẩy mạnh, trong đó chú trọng việc kết nối các nguồn lực nhằm huy động sự chung tay của cộng đồng xã hội trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em.